Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta phải chết cho quê hương. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017, cũng là buổi phát thanh lần thứ 2413 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức. Mời quý vị cùng theo dõi những tin chính sau đây. Bộ Công an Việt Nam đề nghị truy tố Đinh La Thăng và các thuộc cấp. Bão cai thác gây thiệt hại nặng cho tỉnh Bình Thuận. Nam Hàn đã bắn 249 phát súng để cảnh cáo các tàu cá Trung Quốc. Nam Hàn đề nghị đình hoãn các cuộc tập trận với Mỹ. Tư lệnh Hải quân Philippines bị cách chức vì bất tuân thượng lệnh. Chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay lượn trên không phận Đài Loan. Chi tiết những tin chính nêu trên sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Ngay sau phần tin tức, mời quý vị đón nghe buổi hội thoại giữa phóng viên Thái Hòa với mục sư Nguyễn Công Chính liên quan đến chính sách văn hóa tôn giáo vận của Cộng sản tại hải ngoại. Giữa chương trình là chuyên mục Người dân tự quyết với bài viết của Paul Schlesinger, tựa đề Lại một mùa Giáng sinh không an lành. Sau cùng là tiết mục thi ca yêu nước do giáo sư Ngô Quốc Sĩ biên soạn. Tuần này giới thiệu đến quý thính giả Hoàng Trọng, Tình nước theo nhịp tango. Thưa quý vị, với tiết mục này cũng sẽ khép lại chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Lê Quang Thịnh, cư ngụ tại Sydney, Úc Châu. Đồng thời cũng để vinh danh blogger Nguyễn Văn Hóa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Vân Khanh và Đồng Tâm. Bộ Công an Việt Nam vừa kết thúc điều tra các vụ thất thoát tài chính là tập đoàn Petro Việt Nam và đề nghị đưa ông Đinh La Thăng cùng các thuộc cấp ra tòa xét xử. Điều đáng nói là theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ngoài tội danh lạm dụng quyền hạn, ông Thăng còn bị cáo buộc là gây thất thoát 800 tỷ đồng trong thời gian làm chủ tập đoàn Petro Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2011. Số tiền thất thoát này quá nhỏ so với cáo buộc 3.000 tỷ đồng mà ông Trịnh Xuân Thanh bị truy nã và bắt cóc từ Đức mang về Việt Nam xét xử. Đáng nói hơn nữa là 800 tỷ đồng này được đầu tư vào ngân hàng Ocean Bank của ông Hà Văn Thắm, người đã bị xử về tội chiếm đoạt tài sản và đang có nguy cơ lãnh án tử hình. Ngoài ông Thăng, hàng loạt thuộc cấp của ông này cũng bị truy tố, trong đó có hai ông Phùng Đình Thực và Ninh Văn Quỳnh, cựu tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Petro Việt Nam, với cáo buộc là cố ý làm trái quy định nhà nước và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính. Mặc dù không đổ bộ vào tỉnh Bình Thuận, nhưng cơn bão số 15, tên quốc tế là Cai Thác, đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh này vào hôm qua, với sóng biển cao hơn 6 thước, phá nát nhiều lồng bè ở đảo Phú Quý và đánh sập nhiều căn nhà ở các làng chài ven biển. Nhà cầm quyền huyện Phú Quý cho biết là ít nhất 72 lồng bè nuôi cá bị đánh sập xuống biển dưới các cơn sóng cao hơn 5 thước, cộng với gió thổi mạnh. Cần biết là chỉ riêng ở hai vịnh Lạch Dù và Triều Dương có hơn 1.000 lồng bè nuôi cá sắp đến mùa thu hoạch để bán vào dịp Tết. Trong đất liền thì hàng chục căn nhà ở các làng chài ven biển cũng bị các đợt sóng cao đánh sập, cuốn trôi ra biển. Tuy nhiên điều may mắn là bão Cai Thác đang suy yếu, có thể tan biến trong vài ngày tới. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nam Hàn lại trở nên căng thẳng vào hôm qua sau khi tuần duyên Nam Hàn phải bắn đến 249 phát súng cảnh cáo để xua đuổi hàng chục chiếc tàu cá Trung Quốc đang xâm nhập vào hải phận Nam Hàn. Trong thông cáo báo chí, giới chức tuần duyên Nam Hàn cho biết họ đã bắn 249 phát súng sau khi các tàu cá Trung Quốc lao đến bao vây một tàu tuần duyên Nam Hàn. Tổng cộng có đến 44 chiếc tàu cá Trung Quốc tham gia trong vụ xâm nhập hải phận Nam Hàn vào hôm qua 20 tháng 12. Ngay sau khi Nam Hàn ra thông cáo trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Nam Hàn phải kiềm chế việc sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong cho các ngư dân Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Nam Hàn đáp trả là họ phải tự vệ trước làn sóng xâm nhập hải phận bất hợp pháp và ngông cuồng của các tàu cá Trung Quốc. Cần nói thêm, biến cố nổ súng nói trên diễn ra sau khi có nguồn tin là Trung Quốc đã tái lập lệnh cấm các công dân Hoa Lục sang Nam Hàn du lịch.
Vì chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông sắp tới, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đang cân nhắc việc đình hoãn các cuộc tập trận với Hoa Kỳ cho đến khi Thế vận hội này chấm dứt. Quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ đều có các cuộc tập trận thường niên, trong đó có hai cuộc tập trận quan trọng là Kyrizo và Four Eagle vào mùa xuân, với hàng chục ngàn binh sĩ tham gia. Tuy nhiên, vì Nam Hàn được trao quyền tổ chức Thế vận hội mùa đông vào đầu năm tới ở thành phố Pyeongchang, cách biên giới Bắc Hàn khoảng 80 cây số, nên không muốn gây thêm căng thẳng với Bắc Hàn. Thậm chí, ông Moon còn kêu gọi Bắc Hàn gửi vận động viên tham gia Thế vận hội này, nhưng phía Bắc Hàn chưa trả lời là đồng ý hay không. Bộ Quốc phòng Philippines vào hôm qua đưa ra thông cáo giải thích lý do tại sao cách chức tư lệnh hải quân nước này. Theo thông cáo, khi Phó Đô đốc Ronald Joseph Mercado bị cách chức vì bất tuân thượng lệnh và cố tình ngăn cản trong việc mua sắm hai hộ tống hạm của Nam Hàn có tổng trị giá 308 triệu Mỹ Kim. Hai chiến hạm này được chính phủ phi ký kết vào mấy tháng trước với tập đoàn đóng tàu Hyundai của Nam Hàn và dự trù sẽ được chuyển giao vào năm 2020. Tuy nhiên, việc khởi công đóng tàu bị chậm trễ vì Hải quân Phi vẫn chưa hoàn tất việc kiểm tra các chi tiết trong bản thiết kế. Theo cáo buộc thì Phó Đô đốc Mercado đã cố tình trì hoãn vì muốn tách bản thiết kế làm hai phần, một phần giao cho tập đoàn Hyundai và phần kia thì mời một công ty khác thực hiện. Vào hôm qua, các chiến đấu cơ Trung Quốc lại thao diễn sát không phận Đài Loan nhằm gia tăng khả năng bao vây đảo quốc này trong trường hợp nổ ra cuộc chiến giữa hai nước. Đây là lần thao diễn thứ tư của Trung Quốc trong vòng một tháng qua, kể từ khi một quan chức nước này lên tiếng đe dọa là sẽ tấn chiếm Đài Loan nếu Hoa Kỳ tiếp tục ý định đưa các chiến hạm đến viếng thăm quân cảng Cao Hùng của Đài Loan. Trong bản tin đưa ra vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các máy bay Trung Quốc đã bay lượn trên không phận Baxi ở phía cực nam Đài Loan. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đài Loan không ra lệnh báo động mà chỉ điều động chiến đấu cơ bay lên để quan sát và đề phòng. Cũng vào hôm qua, Trung Quốc đã lên án các cuộc điều tra của chính phủ Thái Anh Văn nhắm vào một chính đảng đối lập có lập trường thân Bắc Kinh. Vào cuối tuần qua, giới chức an ninh Đài Loan đã tiến hành lục soát tư gia 4 thành viên Tân Đảng, một đảng nhỏ không có ghế nào trong Quốc hội Đài Loan. Việc lục soát diễn ra sau khi có cáo buộc là 4 người này vi phạm đạo luật an ninh quốc gia. Kính thưa quý thính giả, chiều thứ Ba 19 tháng 12, Mục sư Nguyễn Công Chính đã tổ chức một cuộc hội thảo để trình bày về chính sách văn hóa tôn giáo vận của Cộng sản tại hải ngoại và để tìm ra phương cách đối phó. Phóng viên Thái Hòa đã cùng Mục sư Nguyễn Công Chính bàn luận về vấn đề này. Minh Nguyệt xin mời anh Thái Hòa. Kính chào Mục sư Nguyễn Công Chính, tôi là Thái Hòa, phóng viên Đài Đáp Lời Sông Núi. Rất vui được Mục sư nhận lời tiếp xúc với quý thính giả của đài hôm nay, thưa Mục sư. Kính chào anh Thái Hòa và quý vị thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa Mục sư Nguyễn Công Chính, chúng tôi được biết chiều thứ Ba vừa qua tại Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, Mục sư có tổ chức một cuộc hội thảo về vấn đề văn hóa vận và tôn giáo vận của Cộng sản Việt Nam. Xin Mục sư cho biết lý do hay động lực nào đã thúc đẩy Mục sư tổ chức cuộc hội thảo này, thưa Mục sư? Thưa anh Thái Hòa và quý vị thính giả, tôi có những lý do và cũng đã nghiên cứu rất là kỹ trước khi tổ chức buổi hội thảo để thành lập một ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất là bản thân tôi bị đàn áp tôn giáo suốt 27 năm. Thứ hai, tôi là tù nhân lương tâm tôn giáo và chính trị, chịu bản án 11 năm. Thứ ba, chúng tôi thấy tình hình tôn giáo tại Việt Nam, theo con số thống kê thì hiện tại có khoảng 85% nằm trong hệ thống kiểm soát quản lý của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Cộng sản Việt Nam. Chỉ còn lại có 15% những tôn giáo không chấp nhận để Cộng sản kiểm soát. Thứ tư là hiện tại tôn giáo vận của Cộng sản Việt Nam đang phát triển ở hải ngoại, làm cho cộng đồng người Việt hải ngoại chia rẽ phân hóa và tinh thần đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam bị suy yếu. Đứng trước vận mệnh dân tộc, quốc gia và tôn giáo, bản thân tôi, một nạn nhân đã bị đàn áp ngược đãi dưới chế độ Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm, chịu mức án 11 năm tù. Đứng trước thực trạng như vậy, tôi mới vận động tất cả liên ủy ban cộng đồng người Việt, trong đó có tôn giáo và các hội đoàn, để tổ chức một buổi hội thảo để thành lập một ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận của Cộng sản Việt Nam.
Cái điều đó chiều hôm qua thì chúng tôi đã thực hiện được. Qua tham khảo đóng góp ý kiến, chúng tôi biểu quyết 100% tiến đến hình thành một ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận Cộng sản Việt Nam. Vài ngày tới, chúng tôi sẽ có một cuộc họp báo rộng rãi công bố và kêu gọi cộng đồng người Việt cũng như những chức sắc tôn giáo có tinh thần đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cùng tham gia chống văn hóa tôn giáo vận của Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt văn hóa, họ đem những ca sĩ nhạc sĩ vào trong cung thánh của nhà thờ, biểu diễn và ăn bặn một cách phải nói rằng là quá lỗ đồ. Từ từ, họ làm cho tôn giáo biến dạng, không còn thuần tí về mặt tâm linh, và gần như làm cho văn hóa đạo đức bị suy đồi, và các cái tôn giáo trở thành là công cụ để cho Cộng sản thực hiện chính sách cộng sản hóa, làm cho cộng đồng người Việt văn hóa chia rẽ, đấu đá với nhau, dần dần sẽ không còn có cái tiếng nói tranh đấu cho tôn giáo và nhân quyền Việt Nam. Đó là vấn đề hải ngoại. Và vấn đề thứ hai thì cái tôn giáo vận đó ra ngoài hải ngoại bắt đầu là xây cất lên những nhà thờ chùa chiền và bắt đầu phát triển để hình thành một bộ phận để ảnh hưởng và phân hóa cộng đồng người Việt trong lâu dài, và mua đất mua nhà cho cộng sản để rửa tiền ngoài này, rồi con em của những quan chức cộng sản ra ngoài này, để rồi bắt đầu ảnh hưởng tuyên truyền đối với những thế hệ trẻ của cộng đồng người Việt hải ngoại, làm cho các thế hệ trẻ của cộng đồng người Việt không còn biết gì về lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa hay là về lá cờ vàng. Cho nên đây là một cái chính sách mà Cộng sản đã nghiên cứu trong nhiều năm, và họ đã thành công trong vấn đề này, và họ đã kiểm soát tôn giáo hải ngoại đến 54%, và chỉ còn 46% là cộng đồng người Việt và các tôn giáo chân chính có tinh thần đấu tranh còn lại. Và nếu chúng ta không có kế hoạch đấu tranh lên tiếng để ngăn chặn, thì vấn đề cộng sản dùng tôn giáo như một cái công cụ phương tiện để phân hóa cộng đồng người Việt, và họ bất chấp về vấn đề đạo đức luân lý hay là các điều ước quốc tế, và họ có thể làm tất cả những gì để họ bảo vệ sự tồn tại của chế độ cộng sản độc tài vô thần. Thưa anh Thái Hòa và quý vị. Vâng, quả thật là tại hải ngoại cộng sản đã khá thành công nhờ chính sách cây gậy và củ cà rốt để làm cho nhiều chức sắc tôn giáo trở nên rất là ngại ngùng khi phải giáo dục cho các tín đồ tôn giáo biết yêu thương dân tộc mình, biết quan tâm đến tình trạng bất công áp bức tại Việt Nam, hoặc là biết lo lắng cho tình trạng rất là nguy hiểm của đất nước đang bị Trung Cộng biến Việt Nam trở thành một cái tỉnh của họ. Cộng sản đã áp dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt đối với những vị lãnh đạo tôn giáo ở hải ngoại nào muốn thường xuyên về nước thăm quê hương, bằng cách tạo điều kiện dễ dàng cho những vị nào không đề cập với các tín đồ tôn giáo về lòng yêu nước, về trách nhiệm đối với quê hương dân tộc, và sẵn sàng gây khó khăn hoặc ngăn cấm về nước những vị nào sốt sắng trong việc đào tạo tình nghĩa yêu thương quê hương dân tộc cho các tín đồ tôn giáo mình. Với chính sách cây gậy và củ cà rốt, Cộng sản đã khá thành công khi làm cho các vị lãnh đạo tôn giáo biến tôn giáo của mình trở thành một cái tôn giáo thuần túy lễ hội. Các tín đồ tôn giáo chỉ biết đi chùa, đi nhà thờ, tham dự những nghi thức tôn giáo chứ không mấy quan tâm đến bổn phận chính yếu của tôn giáo, là không những không làm ác, không gây bất công mà còn phải chống lại sự ác, chống lại bất công, áp bức, đồng thời phải xây dựng công bằng xã hội. Chính sách tôn giáo vận tại hải ngoại đã khá thành công khi làm cho một số vị lãnh đạo tôn giáo cũng như một số các tín đồ tôn giáo trở thành vô cảm, vô trách nhiệm đối với tình trạng đau thương của quê hương dân tộc đang sống dưới sự thống trị tàn bạo của một chế độ buôn dân bán nước. Thưa mục sư Nguyễn Công Chính, các tôn giáo quốc doanh đóng một cái vai trò nào trong chính sách tôn giáo vận của Cộng sản ạ? Thưa anh Thái Hòa và quý vị thính giả, ngày hôm nay chính tôn giáo quốc doanh trở thành công cụ cho cộng sản, và họ dùng tôn giáo quốc doanh để phô diễn rằng Việt Nam có tự do tôn giáo, mà trong khi đó 15% tôn giáo thuần túy thì bị đàn áp triền miên và lên tiếng nhưng thiếu sự quan tâm của công luận quốc tế. Một mặt cộng sản họ phô diễn rằng có tự do tôn giáo, nhưng mặt khác thì họ lại đàn áp. Họ làm như vậy, mục đích họ dùng tôn giáo triệt tiêu tôn giáo, dùng tôn giáo kiểm soát dân tộc và bóp chết cái tinh thần đấu tranh, và làm cho dân tộc Việt Nam như vậy nghèo đói và thiếu đi sự tiến bộ. Dạ, xin cảm ơn anh Thái Hòa. Xin chân thành cảm ơn mục sư đã chia sẻ những suy nghĩ của mục sư về vấn đề tôn giáo vận như là văn hóa vận. Xin cảm ơn anh Thái Hòa và quý vị thính giả. Người dân
Tự quyết. Thưa quý thính giả, chỉ còn vài ngày nữa, những người Kitô giáo trên thế giới sẽ đón mừng lễ Giáng sinh với niềm vui và hy vọng. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Paulus Lê Sơn, tựa đề Lại một mùa Giáng sinh không an lành, về một không khí ngột ngạt bất an đối với người Kitô hữu Việt Nam đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khủng bố. Mời quý vị cùng theo dõi qua giọng đọc của Hướng Dương. Loài người cứ mãi loanh quanh tìm kiếm những hạnh phúc ở đâu đâu, thế mà có một hạnh phúc và sự sống cho không tất cả, thì loài người lại luôn luôn tìm cách khước từ, thậm chí tiêu diệt đi. Việt Nam được điều hành bởi một chính quyền vô thần, nên chẳng lạ gì khi cái chính quyền đó luôn tìm cách ngăn cản, đàn áp và bỏ tù đời sống tâm linh con người. Sự việc diễn ra vào ngày 13 tháng 12 năm 2017, tại nhà thờ giáo xứ Đông Kiều. Hàng chục công an, an ninh, từ cấp xã tới cấp huyện, ập về tấn công, không cho giáo xứ mừng đón lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 tới đây. Phía nhà cầm quyền bắt dừng ngay công việc làm hang đá, đồng thời yêu cầu giáo xứ phải dỡ bỏ hang đá trong vòng 24 giờ. Diễn biến không dừng tại đó, khi màn đêm sập xuống, bầu trời nhá nhem tối, có một tốp thanh niên lạ mặt đã lén vào phá hai cổng chào mừng Giáng sinh đầu đường vào giáo xứ Đông Kiều. Trong đó có anh Hoàng Văn Thuận và anh Trần Văn Liên, bị nhóm côn đồ này rút dao chém vào cánh tay và đầu chảy máu. Cũng cần phải nhắc lại, các giáo xứ và giáo họ tại giáo phận Vinh đã bị tấn công nhiều lần. Giáo xứ Đông Kiều liên tục bị đánh phá tài sản, tượng thờ. Ngày 30 tháng 10 năm 2017, hai linh mục Phạm Xuân Kế và Nguyễn Ngọc Ngữ đã bị hội cờ đỏ bao vây tại Ủy ban Nhân dân xã Diễn Mỹ, trước sự chứng kiến của hàng trăm công an sắc phục các loại. Trong các cuộc tấn công nhắm vào công giáo, sự kiện gọi là Chiến dịch tiêu diệt Công giáo Việt Nam năm 1959 của Cộng sản đã không thành. Người ta thuật lại rằng, tiếng chuông nhà thờ lớn Hà Nội rục rã vang lên chỉ một ngày trước lễ Giáng sinh năm 1959, đó không phải báo hiệu sự ra đời của đấng cứu thế, mà tiếng chuông kêu cứu với giáo dân vì nhà thờ lớn đang bị một nhóm người đến phá rối. Mục đích của việc này là muốn xóa sổ và kết quả là linh mục Trịnh Văn Căn, linh mục Nguyễn Văn Vinh cùng một số giáo dân bị quy tội phá rối trị an. Linh mục Căn chịu 12 tháng tù treo, linh mục Nguyễn Văn Vinh chịu 18 tháng tù giam vì tội vô cớ tập hợp quần chúng trái phép, phá rối trị an, cố tình vu khống, xuyên tạc chế độ, gây chia rẽ trong nhân dân. Cha Vinh đã bị giam cho đến chết tại trại Cổng Trời năm 1971. Những gì đã xảy ra tại giáo xứ Đông Kiều và nhiều giáo xứ khác tại giáo phận Vinh thời gian qua, dường như kịch bản đang được lặp lại. Trước đó, trên trang Việt Nam Thời báo đưa tin về việc chính quyền tỉnh Điện Biên xóa trắng điểm nhóm Tin lành Tà Phi Trà. Theo đó, ngày 15 tháng 11 năm 2017, 5 trong số 71 ngôi nhà trong bản đã bị nhân viên chính quyền phá dỡ. Do nhóm Tà Pì Trà nằm cách khá xa đường quốc lộ 131, nên khi thực hiện cưỡng chế, chính quyền huyện Mường Nhé đã huy động máy múc mở đường lên tận bản cùng một lực lượng lớn, gồm cả dân quân ở các bản trong huyện Mường Nhé và công an, bộ đội biên phòng, cơ động. Các ngã đường đến bản đều bị chính quyền lập chốt chặn, không ai có thể ra vào, dù trong các trường hợp rất cấp bách, cần thiết như thăm, khám bệnh. Thế mà sự đời thật trớ trêu. Mỗi dịp Giáng sinh về, nhà cầm quyền Cộng sản lại dập dìu kéo đến các tòa giám mục, giáo xứ để chúc mừng Giáng sinh. Hành động này chẳng khác gì Judas bán Chúa bằng một nụ hôn. Đạo đức giả trong chính trị được các lãnh đạo Cộng sản sử dụng một cách thuần thục. Nhà cầm quyền Hà Nội rất giỏi trong việc lừa mị người dân. Họ còn giỏi hơn nhiều trong việc đối phó với dư luận quốc tế. Nên những người am hiểu về xã hội Việt Nam chẳng có gì là lạ khi mục sư Franklin Graham nói rằng tự do tôn giáo tại Việt Nam đang được cải thiện. Ông được chính phủ Việt Nam cho phép tổ chức buổi truyền giảng phúc âm trong hai ngày 8 và 9 tháng 12 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 10.000 người. Tuy nhiên, để có sự kiện này, vị mục sư đã phải xin phép hàng năm trời. Tất nhiên Hà Nội đã đạt được mục đích là dùng chính mục sư Franklin Graham là phương tiện tuyên truyền về tự do tôn giáo tại Việt Nam ra ngoài thế giới.
tự do tôn giáo tại Việt Nam giống như một sợi chỉ trong tay của nhà cầm quyền. Có lúc thì bị vo rối, có lúc thì căng bật, thậm chí có lúc thì bị đứt đoạn. Quyền tự quyết của thần quyền bị thế quyền chi phối, thì đó có được gọi là tự do tôn giáo hay không? Mùa Giáng sinh 2017, những người Kitô giáo Việt Nam đã bị đổ máu, sự ngăn cấm, thậm chí là xóa sổ đời sống tâm linh đã thực sự xảy ra. Giáng sinh biết bao giờ mới thật sự an lành cho người Việt Nam, khi chế độ vô thần vẫn còn cai trị? Câu trả lời không chỉ dành cho các Kitô hữu, mà cho tất cả những ai có niềm tin vào tín ngưỡng tôn giáo của mình tại Việt Nam hôm nay. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Chi phí mỗi buổi phát thanh do đồng hương khắp nơi đóng góp tài chánh được giảm trừ thuế lợi tức. Quý vị ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Xin cảm ơn quý vị. Thiên ca yêu nước hoàng trọng tình nước theo nhịp tango. Hoàng Trọng tên thật là Hoàng Trung Trọng, sinh tại Hải Dương, chuyển về sống tại Nam Định, học nhạc tại trường dòng Nam Định, tiếp tục nghiên cứu âm nhạc qua sách vở và học hàm thụ từ một trường ở Paris. Năm 15 tuổi, Hoàng Trọng cùng các anh em và bạn bè như Đan Thọ, Đặng Thế Phong, Bùi Công Kỳ lập một ban nhạc. Cuối thập niên 1930, tân nhạc Việt Nam bắt đầu hình thành. Hoàng Trọng đã có sáng tác đầu tay Đêm Trăng khi ông mới 16 tuổi. Một số bản nhạc của ông đã được Phạm Duy trình bày trên sân khấu của Gánh Hát Đức Huy, trong đó có Tiếng Đàn Tôi. Một bản nhạc tiền chiến nổi tiếng khác của Hoàng Trọng thời gian đó là Một Thuở Yêu Đàn. Năm 1954, Hoàng Trọng di cư vào miền Nam. Thời gian đó ông đã viết bản Phúc Chia Ly và nhờ quen thân với các nghệ sĩ của đài phát thanh như Mộc Lan, Minh Diệu, Mạnh Phát, Châu Kỳ, các nhạc phẩm của ông được phổ biến rộng rãi. Gia nhập quân đội làm trưởng ban quân nhạc trong chương trình Tiếng Nói Bảo Chính Đoàn. Khoảng thời gian này ông viết nhiều bài hát, trong đó có Gió Mùa Xuân Tới và nổi tiếng với nhạc sầu tương tư Dừng Bước Giang Hồ. Những ban nhạc trình diễn trên đài phát thanh Sài Gòn, đài quân đội, đài Tiếng Nói Tự Do và đài truyền hình Việt Nam, đặc biệt là ban hợp xướng Tiếng Tơ Đồng, trình bày nhiều ca khúc tiền chiến giá trị. Tại Sài Gòn, Hoàng Trọng sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Ngàn Thu Áo Tím, Lạnh Lùng, Bạn Lòng, Mộng Lành, Tiễn Bước Sang Ngang, Ngỡ Ngàng. Ông cũng tham gia viết nhạc phim. Một vài phim có tiếng như Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương, Giả Từ Bóng Tối, Người Tình Không Chân Dung, Sao Giờ Giới Nghiêm, Bảo Tình. Với nhạc trong bộ phim Triệu Phú Bất Đắc Dĩ, Hoàng Trọng đã được Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa trong năm 1972-1973. Năm 1992, Hoàng Trọng sang định cư tại Hoa Kỳ và qua đời ngày 16 tháng 7 năm 1998. Hoàng Trọng được tặng danh hiệu là Vua Tango, vì đa số các bản nhạc nổi tiếng của ông đều viết theo điệu tango. Đây là thể điệu của tình yêu với những nhịp bước thật lả lướt, nhưng tình yêu của Hoàng Trọng phải da diết đến độ si mê đắm đuối dù chỉ một lần rồi thôi. Cho tôi yêu người, tình yêu sao đắm đuối, xin một lần thôi, cho tôi yêu cuộc đời,
yêu với nụ hồng đắm say, yêu mãi giấc mơ tuyệt vời, mắt môi ngậm ngùi. Rồi mai dù cho cách xa, trần gian có ta mộng thành gấm hoa. Yêu mãnh liệt đắm đuối, tình của Hoàng Trọng là tình bão tố, phải gây sóng gió, nhất là khi tình tan vỡ. Tưởng một lần rồi thôi, nhưng ngờ đâu, một lần tan vỡ cũng đủ làm cho tim người tan nát, suối lệ tuôn rơi. Anh ơi, phút hôn mê tình vương bão tố, khiến suối lệ rơi. Anh ơi, thôi tan vỡ hoa đời hận sao nguôi. Anh ơi, lúc lẻ loi cay đắng, tràn ngập bến đắm đuối. Thế là hiển nhiên, yêu không hẳn là cõi phúc, mà chỉ là sóng gió, là thương đau, bẻ bàng, và gió mưa ướt lạnh tâm hồn. Xót thương cho tình bẻ bàng, một lần yêu, yêu người rất ngất thương đau. Trái tim sao đành câm nín, đắng cay một mình sao chẳng cùng chung hướng đời. Anh ơi, hôm nào gió mưa gào trong đêm tối, tình sao thương đau, tình sao xót xa dài lâu. Cơn bão tình của Hoàng Trọng với điệu tango đã làm nhiều người say mê, đến như tình yêu dành cho đất nước, thì dù không lên gió bão cũng làm bao người nức lòng hãnh diện về non sông gấm vóc hùng vĩ, đất đai phì nhiêu như dòng sông dân tộc tuôn tràn. Mời quý vị cùng thưởng thức một đoạn trong nhạc phẩm Bên Bờ Đại Dương của nhạc sĩ Hoàng Trọng qua giọng hát của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang, vượt núi rừng ra Trường Sơn, bao đời ruộng ngọt phương Nam. Đất nước tươi đẹp đáng yêu, còn dân Việt lại thật sự oai hùng. Chưa bao giờ khuất phục trước ngoại xâm, tô đậm sử xanh với những chiến thắng oanh liệt. Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trong máu xương từng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nòi giống hùng cường lạc lòng, làm gái toàn là trương vương, làm trai dạng hồn quang trung. Hạnh diện với lịch sử oai hùng, Hoàng Trọng tin tưởng mạnh mẽ rằng sẽ có ngày dân Việt chiến thắng kẻ nội thù là Cộng sản miền Bắc, đã đem búa liềm và cờ đỏ về gieo rắc bao thảm họa lên đầu dân tộc. Mai kia dưới cờ chiến thắng, dân Nam vượt đồi vượt núi về thương sông Hồng, mai kia đón ngàn tia nắng, anh mang về cùng nhuộm thắm đôi lòng. Thương sông Hồng chính là thương quê hương bỏ lại năm 1954 để chạy trốn Cộng sản vào miền Nam tìm tự do, rồi lại từ giã miền Nam năm 1975 đi tìm đất sống khi cánh cửa tự do khép lại. Quê hương tuy còn đó, nhưng dân Việt đã thật sự mất quê hương vì phải mang thân phận lưu đày trên chính quê hương mình. Qua bao mùa thương nhớ, ngàn lá úa tươi bời, lòng vẫn ướt xa xôi, nhạc thu đưa réo rắt, gieo sầu những tâm hồn, giang hồ xa quê hương quên lối. Tuy phải rời xa quê hương, con tim tác giả vẫn gắn chặt với quê mẹ ngàn thương. Mây gió trôi bay khi chiều tàn, sao xuyến bao tâm hồn nát tan, những khi thu gió gieo tràn lan, nhớ quê hương héo sầu tâm can. Thế là xa cách, nhưng quê hương vẫn còn đó trong tâm tưởng, tiếng chuông chiều, cánh chim ngang trời, hay làn gió lướt qua, đều chuyên chở hình bóng quê hương yêu dấu. Trong bóng chim bay ngang về chiều, khi ánh dương thu tàn hắt hiu, lắng theo ngàn tiếng chuông chiều vang,
gió xa đưa lướt ngoài quang sang. Đó là nỗi lòng Hoàng Trọng, đó cũng chính là nỗi lòng dân Việt phải lìa xa quê hương mà ngày đêm vẫn luôn luôn ấp ủ hình bóng quê mẹ dấu yêu, hẹn một ngày về. Ngô Quốc Sĩ, Minh Nguyệt và Hải Sơn hẹn gặp lại quý thính giả trong thi ca yêu nước lần tới. Xin mến chào, tạm biệt. Chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1995, bị bắt ngày 11 tháng 1 năm 2017 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 8:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio.daplờisongnui.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.